Dạ vâng, cơ sở bán phụ kiện bẫy cò bẫy vạc lại xin chào toàn thể các anh em trên mọi miền tổ quốc. Thì trong một cái video của ngày hôm nay, shop bên em lại xin giới thiệu tới anh em về cái phụ kiện dùng để bẫy cò bẫy vạc mà cơ sở bên em đang kinh doanh. Thì đi chi tiết về từng cái phụ kiện để cho anh em cùng làm bắt được. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu keo. Đây là cái mẫu keo chuyên dụng dùng để bẫy cò bẫy vạc, bẫy chim bẫy chuột. Đây gọi là mẫu keo đánh đa lăng anh em nhé. Đối với keo thì bên cơ sở là sẽ đong vào hai hũ chính, một là hũ 1 cân và hai là hũ nửa cân để bán lẻ, bán phục vụ cho anh em. Đối với anh em nào mà có nhu cầu đổ buôn ấy, thì bên cơ sở là sẽ gửi từng thùng cho anh em một, mỗi thùng là 20 kg. Còn về đây mẫu keo tên là keo công nghiệp, đấy hình dạng nhận biết của nó rất là đơn giản thôi, đấy nó sẽ có màu sáng trong như thế này, không bị vẩn đục anh em nhé. Đối với cái keo này, ưu điểm của nó là đánh thì sẽ không bao giờ bị thối keo cũng như không bao giờ bị chết keo cả. Đấy anh em mua một hũ bao giờ đánh hết một cái hũ keo này thì lúc đấy là hết keo, chứ không phải là bị thối keo hoặc là bị hỏng keo anh em phải bỏ đi giữa chừng. Còn về một hũ này thì khi anh em đánh thì sẽ đánh được rơi vào tầm khoảng 6 đến 700 cò. Đấy 6 700 cò hoặc là 6 700 con vạc ấy, thì nó sẽ hết một cái hũ 1 cân như thế này. Còn đối với cái keo này thì tất cả mọi thời tiết anh em đều có thể là sử dụng được. Đối với nhiệt độ nó xuống thấp tầm khoảng 13 14 độ thì keo nó không bị co. Nhiệt độ lên tầm khoảng 39 đến 40 độ thì đánh nó keo nó không bị chảy từ que ra nhé. Còn về cái mẫu keo này thì nó rất là hay. Đấy khi anh em sử dụng đi đánh thì nó chỉ bám lông cái con chim con cò thôi để anh em đánh. Còn đối với da chân da tay mình ý, đi qua mà chẳng may vướng vào những cái bãi nhựa thì nó sẽ không dính chân dính tay anh em nhé. Đấy còn về cái mẫu keo này thì khi anh em cách sử dụng ấy, thì khi anh em mua về sử dụng thì anh em vào trực tiếp que lấy vào keo đấy, vào trực tiếp không phải đun nấu hay sơ chế gì cả. Đấy keo này nó đã có cái độ dính sẵn rồi thì anh em cứ vào que anh em trộn đều lên là anh em đánh thôi. Còn về ban đêm ấy, anh em đã sử dụng đánh vạc ấy, thì với điều kiện thời tiết ví dụ vào ban đêm thì sương nó xuống rất là dày nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em là giữ được vạc khi vạc xuống bãi nhựa nhé. Đấy là cái bộ keo này. Còn về cái mẫu keo này thì giá cả của năm nay thì nó rất là rẻ thôi, nó chỉ rơi vào hơn 200.000 đồng trên 1 kg, trong đó đã bao gồm phí cước vận chuyển rồi. Đấy anh em tất cả mọi miền thì đều có thể là đặt hàng được. Còn ngoài bán keo ra thì bên cơ sở em là có bán cò mồi. Đây cò mồi cò trắng mỏ vàng. Thì đối với cái con cò trắng mỏ vàng này thì về cái thân mình của nó thì được làm bằng xốp này, còn phần cổ được làm bằng xốp dẻo. Đấy. Thì cái hàng này đánh nó rất là nhẹ. Cái thứ hai nữa anh em có đánh ở ruộng sình lầy, chẳng may con cò nó bị đổ xuống thì anh em lấy nước anh em dội qua phát là nó lại trắng sáng sạch như thế này thôi. Con cò này thì rất là rẻ. Đấy, đối với bây giờ hiện tại anh em ở trong miền Nam là đang bắt đầu đánh di cư những chuyến cò ra đầu tiên rồi. Anh em đặt hàng rất là nhiều rồi, còn anh em miền Trung miền Bắc thì là sẽ đón chậm hơn một chút, thì anh em có thể là xem được cái video này anh em đặt hàng luôn. Đấy, để 3-4 hôm nữa là hàng về là anh em chờ những cái chuyến cò đầu tiên nó di cư ra. Còn tiếp theo thì bên cơ sở em là có bán cả que. Đây là que lan cắp quang anh em nhé. Đấy, cái lan này thì nó là cái lan siêu dẻo, không giờ sợ gãy cả, anh em mua đánh không giờ sợ hao que. Đấy, bên cơ sở là bán theo ký hoặc là theo que, đấy là tùy anh em đặt hàng. Đấy, giá cả của nó thì rất là rẻ thôi, đã được cắt đồng đều là 48 phân. Đấy, kích thước chuẩn dùng để đánh cò đánh vạc. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu tới anh em là về cái phụ kiện dùng để bẫy cò bẫy vạc. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp vào số cái điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có người tư vấn kỹ lưỡng cho anh em. Còn một video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.